Nhưng mà mình muốn ăn ngon là mình phải bỏ thời gian ra. Cũng giống như là mình muốn ăn là mình phải lăn vào bếp đó. Wow, vậy nướng vậy là chuẩn men luôn á. Nhưng mà trước khi lăn vào bếp thì nhớ tìm hiểu về bếp nha. Ừ. Thịt này là thịt gà nướng gì? Gà sốt basil. Gà sốt basil là lá basil là lá basil là lá húng quế á. Húng quế đó. Gà mà sốt với lá húng quế. Cái miếng này rất là chuẩn. Ở quán Nhật mà sao dạo này nó có thiên hướng theo Hàn Quốc quá vậy bạn? À, tại vì ở đây khách Hàn Quốc nhiều nên bắt buộc mình phải mix vô với lại món Hàn Quốc. À. Và với lại có cái vị Việt Nam trong đây nữa. À. Để mình thu hút Việt Nam chứ. À, nhưng mà trong này có bột nêm bột ngọt không bạn? À, không có nha. Không có nha mọi người. Ok mọi người ơi, chần chờ gì nữa, rủ cả dòng họ anh chị em bạn bè cha mẹ những người yêu quý đến ủng hộ Gigukaku quận nhất đi. Trời ơi, bữa nay là một ngày ăn full thịt của Theo luôn.